Vâng, chào các bạn, chào các em thân mến. Nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kỳ 1 môn khóa 10 theo cấu trúc mới của bộ năm học 2025, thì hôm nay thầy lại hướng dẫn cho các em một đề thi tham khảo giữa học kỳ 1 môn khóa 10 để các em tự tin hơn cho bài thi giữa học kỳ của mình. Trong kênh thầy đã có khoảng 5 đề ôn tập giữa học kỳ 1 theo cấu trúc mới của bộ. Các em tham khảo 5 đề này thì các em sẽ tự tin hơn cho bài thi giữa học kỳ của mình. Nếu không có thời gian thì các em có thể tham khảo 2 đến 3 đề là chúng ta có thể tự tin hơn trong việc giải cái đề thi giữa kỳ cho năm 2024 nha. Các em tải đề dưới phần mô tả video của thầy. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu giải ba cái đề này. Câu 1. Lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố X có 11 electron, như vậy điện tích hạt nhân nguyên tử X là, thì số điện tích hạt nhân nó bằng số electron nhân K, nên điện tích hạt nhân chính là bằng 11 cộng, được chưa nào? Mà mỗi cái điện tích mỗi cái proton nó mang một điện tích là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Như vậy các em chỉ cần nhân lại thôi, chúng ta ra được số điện tích trong hạt nhân. Nhưng mà chúng ta bấm này. Một phẩy bảy mươi sáu nhân 11 trừ 18 coulomb ha. Ok luôn. Câu số 2. Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và chu kỳ 5 lần lượt là, chu kỳ 1, 2, 3 là chu kỳ nhỏ nha. Còn chu kỳ 4, 5, 6, 7 là chu kỳ lớn. Chu kỳ lớn thì có 18 nguyên tố, còn chu kỳ nhỏ thì có 8 nguyên tố. Ở chu kỳ 3 đó, còn chu kỳ 1 chỉ có 2 nguyên tố là heli và hiđro thôi nha. Câu 3. Các hệ cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là, nhớ là hạt nhân nha các em, là có hai loại hạt thôi, proton và neutron. Câu 4. Cấu hình electron của crom z bằng 24 là, các em tính tổng số e trên các phân lớp đi. Đây là 10 nè. 10, 18, 20, 25, cái này sai rồi nè. 10, 18, 24 đúng. Nhưng mà các em chú ý là cái phân mức năng lượng 3D nè. Nó cao hơn soi 4S, do đó 4S đầy rồi mới đến 3D nha. Nên cái này sai. Câu C và câu D thì các em thấy rằng là cái chỗ này là tới 20 25 rồi, không đúng, như vậy còn câu D thôi. Câu D là 24 này. Nghĩa ra là các em biết 4x2 sau đó 3d4. 4x2 đầy rồi mới đến 3d4, nhưng mà cấu hình 4x2 3d4 chứ không có bền. Do đó cái phân lớp D này nó trở thành cấu hình bán bão hòa, nó chuyển thành cấu hình bền, đó là 3D5 và 4S1. Đó là trường hợp của Z bằng 24. Trường hợp thứ hai là Z bằng 29, các em sẽ thấy nó là 3D9 4S2 là của đồng á. Cấu hình này cũng không bền, nó chuyển thành cấu hình của cái phân lớp xét ngoài cùng là bão hòa nha. Cái này xin lỗi, cái này 3D9 4S2 nhé. Chuyển thành cấu hình bền là 3D10 là bão hòa, sẽ là 4S1. Này là của đồng á, với tầng 29. Các em nhớ hai cái cấu hình này nha. Khi chúng ta thấy rằng á, cái phân lớp D nó là 4 hoặc là 9 á, thì các em đưa nó về bán bão hòa là 5 và bão hòa là 10 nhé. Câu 5. Trong tự nhiên bromide có hai đồng vị brom 79 và brom 81. Người ta yêu cầu tính số nguyên tử brom 81 có trong đây này ha. Có trong 25,782 gam H brom O3, với H là đồng vị hydro 11 và oxy là đồng vị oxy của đồng vị 816 trong cái hợp chất này. Thì trước tiên á, là các em để tính được số nguyên tử thì em phải tính được cái số mol của phân tử này ha. Chúng ta có số mol của cái phân tử, số mol H brom O3 bằng bao nhiêu? Số mol là m nhỏ chia m lớn. Như vậy là phân tử khối của cái H brom O3 này này, chúng ta tính ra trước đi. H là lấy đồng vị là 11 nên số khối là 1 này. Cộng oxy là lấy 16 nhân 3 48 này. Cộng cái brom này chưa có nha, brom là mình phải lấy trung bình. Như vậy các em phải tính được cái nguyên tử khối trung bình của brom. Như vậy m trung bình của brom này bằng, mình lấy số khối của nó là 79 này, nhân phần trăm của đồng vị 79
là 54,5 cộng số khối 81 nhân cho, do nó có chiếm hai cái này thôi, do đó là các em lấy 100% trừ đi phần trăm này thì ra cái phần trăm đồng vị 81, 100 trừ cho 54,5 thì còn lại là 45,5 đúng không, 45,5 chiên trăm đấy, tính được 79 nhân cho 54,5 cộng 81 nhân cho 100 trừ cho 79,91. Thì đó mình cộng ở đây nè. Cộng ở đây là 79,91. 79,91 cộng 48 cộng 1 là bằng 128,91. Khi em đã có được m lớn rồi, như vậy mình tính được số mol. Số mol H brom O3. Số mol lấy m nhỏ chia m lớn nha. M nhỏ đề bài cho là 25,782. Chia m lớn là 128,91. Như vậy thầy lấy 25,782 chia kết quả này nha. Bằng 0,2 mol. Như vậy mình tính được số mol là 0,2 rồi. Mà các em biết rằng một mol phân tử thì chứa 6 x 10 mũ 23. Chú ý nha, như vậy là từ đó mình suy ra cái số phân tử H brom O3. Thì em lấy số mol nhân số Avogadro nha. Là 0,2 nhân cho 6,02 nhân 10 mũ 23. Đấy. Nhưng mà brom ở đây là có hai đồng vị rồi, như vậy là chúng ta tính brom theo, như vậy số brom nó sẽ bằng số nguyên tử brom nó sẽ bằng như đây. Tại vì H brom O3 nó có một nguyên tử brom này. Do đó một phân tử này thì có một nguyên tử brom. Như vậy nhiêu đây phân tử H brom O3 thì sẽ có bấy nhiêu cái nguyên tử brom. Đây cũng là số nguyên tử brom luôn. Nhưng mà brom nó có hai đồng vị, như vậy mình sẽ chia ra cái brom 81 nó chiếm bao nhiêu? 45,5. Như vậy em lấy cái số nguyên tử này em nhân cho 45,5 sẽ ra được số nguyên tử của brom 81 nha. Như vậy thầy sẽ có 0,2 này nhân cho 6,02 nhân 10 mũ 23. Đây là ra được cái số nguyên tử brom có trong phân tử này nha. Nhưng mà brom của thằng 81 chiếm 45,5. Như vậy thầy nhân cho 45,5% nghĩa là 0,455 nha. Kết quả là 5,4782 nhân 10 mũ 22. Câu B nha. 5,4782 nhân 10 mũ 22. Câu 6. Silicon là một trong nguyên tố phổ biến có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Silicon siêu tinh khiết là chất bán dẫn được dùng trong kỹ thuật vô tuyến và điện tử đó, những con linh kiện đó các em. Ngoài ra là nguyên tố này còn được sử dụng để chế tạo pin mặt trời là CO2 đó. Mục đích là chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện để cung cấp cho các thiết bị trên tàu vũ trụ. Các em xác định vị trí của silicon Z bằng 14 trong bảng tuần hoàn. Silicon là nó ở chu kỳ bao nhiêu thì các em phải viết cấu hình ra. Nếu mà các em mà nhớ được cái vị trí của nó và thì các em kết luận luôn. Silicon là 1S2, 2S2, 2B6 là 10 nha. Đến 3S2 và 3B2. Do đó là cái lớp nó có 3 lớp electron nên nó là chu kỳ 3. Và ô thứ 14 vì có 14 electron. Hay nói cách khác là 14 proton đó, như vậy ô thứ 14 chu kỳ 3 và thuộc nhóm 4A. Nó có 4E trong hóa trị nè. 4E trong hóa trị nè các em. Như vậy là chúng ta sẽ có là nhóm 4A chu kỳ 3 ô 14. Câu A. Câu 7, nguyên tố phi kim có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn là fluor nha các em, fluor. Fluor ô thứ 9 á, ô thứ 9 trong bảng tuần hoàn. Nằm ở chu kỳ 3. Còn fluor là nhóm 7. Nhóm 7A. Do đó các em nhớ này, khi mà đi từ trên xuống dưới á thì tính phi kim của nó sẽ giảm dần. Do độ âm điện nó giảm nên tính phi kim nó giảm.
Còn trong một chu kỳ nè, chu kỳ 2 á, từ trái ra phải á, thì độ âm điện nó tăng, nên tính phi kim nó tăng. Cho đó cái flow ở cái góc này nè, là có tính phi kim mạnh nhất nha. Nhớ luôn nha các em. Câu 8, sắp xếp các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng tăng dần nào sau đây đúng. À, theo nguyên lý vững bền thì chúng ta thấy rằng 1S này, đến 2S, 2B, đến 3S là câu này chắc chắn đúng rồi. Đúng không? Đấy. Còn cái câu này sai như chỗ là gì? Cái D này nè, cái phân lớp 3D này là cái mức năng lượng nó cao hơn so với 4S. Nên câu này sai. Cái này sai nữa. 2B mới đến 3S. Còn này 3S mới đến 3B chứ không thể nào về trước được. Chắc chắn là câu A rồi. Ha. Thầy viết lại cái trật tự các em luôn luôn nhớ luôn nha. Thầy viết cái này. Đi thi mình vẽ như đó thôi. 1S nè. 2S. 2B. Lớp 2 có 2 phần lớp. Lớp 3 nó có 3 phần lớp là 3S nè. 3B và 3D. Nhưng mà về cái mức năng lượng á, thì cái 4S viết trước. Có nghĩa là mình điền E trong đầy trước đi. Rồi mới đến 3D nha. Được chưa? Đấy, các em chỉ thông thường bài tập em viết tới đây thôi. Nhưng mà khi mình viết cấu hình á, thì mình đảo cái 3D mình viết trước lại đến 4S. Có nghĩa là quá trình điền E trong á, là điền đầy 4S trước, rồi sau đó mới đến 3D. Nhưng mà khi mình viết cấu hình ra đó, thì mình nên viết 3D trước, sau đó 4S, ví dụ như 4S2 đi, 3D5. Thì bắt buộc á, khi mà mình viết cấu hình á, đây là quá trình điền E đến trong theo nguyên lý vững bền thôi nha. Còn nếu mà em viết theo cấu hình thì em phải chuyển lại hình viết thành 3D5 trước, sau đó 4S2 đây là viết cấu hình nha, các em nhớ. Thì trong trường hợp này nó có 7 E trong hóa trị nha, 7 E trong hóa trị. Nhưng mà chỉ có 2 E trong lớp ngoài cùng thôi. E trong hóa trị là các em phải tính thêm cái số E mà lớp xét ngoài cùng mà nó chưa bão hòa nữa nha. Thì gọi là E trong hóa trị. À, do đó là số E trong hóa trị nó cho mình biết cái nhóm á. Câu 9. Khí clorin được dùng phổ biến để diệt trùng nước sinh hoạt. Ký hiệu của nguyên tử clorin có 17 proton và 20 neutron là 17 proton, 20. Như vậy là chúng ta có là 17 và 27, 17, 37 nhé. 17, 37 này. Tại vì chúng ta lấy số khối là 37 trừ cho số proton đã được neutron. À, đúng bằng 20 neutron này. Nha. Có 10 nhóm A có gồm bao nhiêu nguyên tố? Nhóm A bao gồm các nguyên tố, chắc chắn là nguyên tố S và nguyên tố B nha. Thì thuộc nhóm A. Có nghĩa là cái E trong lớp ngoài cùng nó điền trên phân lớp S hoặc là phân lớp B á, thì nó là nguyên tố nhóm A. Còn nếu mà E trong lớp ngoài cùng cũng như lớp xét ngoài cùng mà nó có phân lớp D á, thì nó là nguyên tố nhóm B nha. Có nghĩa là có lớp xét ngoài cùng mà chưa bão hòa. Các em nhớ này, lớp xét ngoài cùng mà chưa bão hòa nằm trên cái phân lớp D đó thì nó thuộc nhóm B nha. Chắn là câu D rồi. Câu 11. Cho các nguyên tử sau, phát biểu nào đúng? Thì nó hỏi là X, Z, T là các đồng vị. Thì đầu tiên mình nhìn nè, đồng vị là nó cùng số proton trong hạt nhân nè. X, Z, T là ba cái đồng vị ha. Thằng này là nhôm đó. Còn 12 này là của magnesium, là Mg, Mg nè. X, Z, T là các đồng vị. Như vậy là chọn câu A luôn. Câu 12. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn cấu hình electron nha. Cấu hình electron sẽ biểu diễn cái gì? Thứ tự các mức và phân mức năng lượng. Cấu hình electron nó biểu diễn các mức và phân mức năng lượng. Không đúng nha. Nó phải biểu diễn sự phân bố cái electron trên các phân lớp F, B, D, F chẳng hạn. Nó thuộc các lớp khác nhau. Đây là cấu hình electron. Các em chọn câu B. Hình dung không? Tại vì nó là cấu hình của electron mà. Nó mô tả được cái sự phân bố electron trên các phân lớp cũng như là của các lớp. 13. Năm 1897, nhà vật lý người Anh John Thomson thực hiện thí nghiệm phóng điện trong ống thủy tinh gần như chân không với hiệu điện thế rất lớn 15 kV. Mô hình thí nghiệm như hình bên. Nếu chúng ta đặt một cái trong chống nhẹ trên đường đi của tia âm cực thì trong chống nó sẽ quay
Điều này chứng tỏ rằng gì, cái e-trong nó bị bứt ra khỏi cái cathode này các em, nó được tăng tốc trong cái điện trường và nó sẽ chuyển động đập vào cái màn màn hình quang đó. Điều này tia âm cực mang điện tích âm, tia âm cực mang điện tích âm. Ở đây các em thấy rằng nó không đặt trong điện trường nha. Cái thí nghiệm này chứng tỏ rằng nó là một cái hạt bay ra với vận tốc rất là lớn và nó va đập vào. Như vậy nó là một cái hạt có khối lượng đúng không các em? Nó là một cái hạt cụ thể là một hạt điện tích âm á, nhưng mà trong cái hình vẽ này, cái thí nghiệm này các em thấy nó truyền thẳng không? Có nghĩa là nó không đặt trong điện, trong cái điện trường, do đó cái tia âm cực nó không bị lệch và nó truyền thẳng này. Nhưng mà nó va đập vào cái gì các em? Vào cái trong chóng và nó quay nhẹ, chứng tỏ là nó là một cái hạt có khối lượng rất là nhỏ nha, là một chụp hàng vật chất chuyển động với tốc độ rất lớn. Như vậy câu D nha. Câu 14, xét ba nhân tố có cấu hình electron lần lượt là hydroxit cao nhất của XYZ thứ tự có tính 3 giờ giảm ha. Đầu tiên các em đang xét thằng này nè, nó có một electron hóa trị thôi nha, vì lớp xét ngoài cùng của nó là 2B6 đã bão hòa rồi. Nó thuộc nhóm 1A này, thằng này thuộc nhóm 2A và thằng này thuộc nhóm 3A. Như vậy X là sodium này, magnesium này và aluminium này, trong một cái chu kỳ 3 từ trái vào phải này. Nằm trong một cái chu kỳ từ trái vào phải thì chắc chắn là cái 3 giờ này mạnh nhất này, thằng này 3 giờ mạnh thì 3 giờ yếu, còn này lượng tính rồi. Nha, này lượng tính nè, đó là ALOH 3 lần à, lượng tính. Thằng này là MgOH 2 lần không tan, 3 giờ yếu. Còn này là 3 giờ mạnh nè. Là OH nha. Như vậy thứ tự giảm dần, như vậy các em phải biết là XOH trước. Sau đó lớn hơn YOH 2 lần và lớn hơn ZOH 3 lần. Vậy câu C nha. Nguyên tố calcium thuộc chu kỳ 4 và nhóm 2A thì phát biểu nào sai? Calcium là nguyên tố S. Các em thấy không? Đó là nhóm 2A rồi thì nó có 2 electron hóa trị và chu kỳ 4 nữa, như vậy là cấu hình ngoài cùng của nó là 4S2 là chắc chắn luôn nha. Nên nó là thuộc loại nguyên tố S là đúng này. Đề bài yêu cầu phát biểu sai nha. Hạt nhân nguyên tử calcium có 20 electron. Hạt nhân nguyên tử có 20, có nghĩa là phía trước nó là thằng này là O20. Này đúng là O20 nha. Phía trên nó là phía trước nó là kali là 19 á, này là 20. Không thì các em có thể viết cấu hình ra. Cấu hình của nó là argon là 18 này, sau đó 4S2. Có nghĩa là các em biết là argon cấu hình là vũ khí hiếm là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B6 nha, đây là cấu hình của argon khí hiếm á. Sau đó đến 4S2 nha, nên mình thu gọn lại nha. Sau này mình thu gọn cái này lại thì chính là argon nha. Calcium là kim loại hiển nhiên rồi, vì nó có hai electron, hai electron hóa trị ha, nó có hai electron hóa trị, nó là kim loại. Hai trong lúc ngoài cùng đó là nó là kim loại. Còn 1, 2, 3 ở trong lúc ngoài cùng là kim loại nha. Còn 4, 5, 6, 7 là phi kim. Còn 4 trong lúc ngoài cùng là vừa là kim loại vừa là phi kim. 4 là sai rồi. Đúng không? Calcium có 4 lớp e trong đúng. Con này hạt nhân nguyên tử sai, con này sai. Hạt nhân nguyên tử không thể nào có electron được, con này sai rõ ràng mà. Hạt nhân nguyên tử nó có 20 proton mới đúng, cái câu này dễ nhầm ha, câu này sai rồi. Câu 16, cation R cộng có cấu hình này. Đây là cấu hình của khí hiếm luôn các em này, argon 18 đó. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn nguyên tố học là, nhớ là mình tìm R nha, R cộng. Như vậy R cộng là nó bị thiếu đi một E. Như vậy nếu mà nó nhận thêm một E vào đây á thì nó trở thành cấu hình R không? Thì về trung hòa không? Cộng là nó điện tích dương lớn hơn điện tích âm. Như vậy nó sẽ đi nhận thêm một E vào thì nó thành R. Như vậy cấu hình của nó sẽ là như là 4S1. Để cho các em, như vậy cấu hình R của nó là viết là cái này và thêm 4S1. Như vậy thì viết gọn lại là argon và 4S1. Đây là của kali á, potassium á. Nướng trước calcium ở trên thôi. Nó cũng nằm trong chu kỳ 4 vì có 4 lớp electron này.
chu kỳ 4 ha, và nhóm 1A. C. 18. Số phân lớp, số orbital và số e trong tối đa của lớp N. Lớp N nha, các em nhớ thứ tự là K, L, M, N, O, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lớp N nha. Lớp N chính là K, L, M, N, như vậy lớp thứ tư luôn. Lớp thứ tư nha. Lớp thứ tư thì có 4 phân lớp. 4 phân lớp là S, B, D, F. Nó có 4 phân lớp. Hỏi là số phân lớp là 4 này. Số orbital, số e trong tối đa, số e trong tối đa ở lớp thứ N. Câu này hơi phức tạp đấy. Đầu tiên á, là cái ý đầu tiên là gì các em? Số phân lớp phải là 4 rồi, tại vì nó là cái lớp thứ tư này, lớp N lớp thứ tư thì có 4 phân lớp, lớp thứ ba lại có 3 phân lớp. Lớp thứ ba 3 phân lớp là SBD thôi. Lớp L là 2 phân lớp và lớp thứ hai đó là SB nha. Như vậy thầy có làm ý đầu tiên là 4 phân lớp là đúng rồi này, nên cái này 3 là loại đi. Số orbital thì đầu tiên cái phân lớp S nó có 1 orbital. Phân lớp B nó có 3 orbital. Phân lớp D nó có 5 orbital. Và phân lớp F nó có 7 orbital, giống như cấp số cộng vậy các em. 1 3 5 7 cộng lại nha, 7 nè, 10 và 16 ha. Như vậy chắc chắn câu này rồi. Không còn suy nghĩ nữa ha. 16 orbital. Mà mỗi orbital nó có 2 s trong tối đa, do đó mình nhân 2 lên thì nó ra được là 32. Được chưa? Câu 18. Biết hydro có 3 đồng vị, hydro 11, 12 và 13 và 3 đồng vị oxy. Như vậy số phân tử nước tạo thành từ các đồng vị của các nguyên tố này. Phân tử nước là H2O cần 2 hydro 1 oxy. Đúng không? Đầu tiên thầy sẽ lấy 2 hydro này trước đi. Với oxy này, hydro này với oxy này và hydro này với oxy này thì mình sẽ có 3. Tiếp tục mình lấy 2 oxy này, 2 hydro này với oxy, 2 hydro này với oxy. Như vậy mình sẽ có là thêm 3 nữa là 6. Tiếp tục 2 hydro này, 2 hydro này với oxy, 2 hydro này với oxy. 3 nữa thành 9. Hết chưa? Chưa nha. 2 cái hydro này gì? 2 hydro này với 1 oxy. 2 cái hydro này với 1 oxy. Này. 2 hydro này với 1 oxy này. 2 hydro này với 1 oxy này. 2 hydro này với 1 oxy này. 3 nữa. Đúng không? Tương tự 2 hydro này nữa. Như vậy là thêm 9 nữa nha. 3 cái trường hợp này là 9 rồi. Rồi 9 thêm 9 cái trường hợp là 2 hydro giống nhau nữa. Như vậy tổng là 18. Câu A nha. Các em hiểu không? Cái trường hợp còn lại á, ba này em hiểu rồi đúng không? Cái trường hợp còn lại là hai cái H này với một cái oxy. Rồi hai cái H này với một cái oxy này. Hai cái H này với một oxy này là 3 rồi. Tương tự cho này nữa, 3 nữa là 6, này 3 nữa là 9. Như vậy 9 cộng 9 ở đây thầy mới vẽ hình đây là 18. Rồi chúng ta đến vào phần 3. Phần 3 là câu trắc nghiệm đúng sai. Sunfur là nguyên tố nhóm 6A chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. Nó cho mình biết thông tin là nhóm 6A chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. Như vậy nguyên tử sunfur có 2 lớp electron là sai rồi. Tại vì nó là chu kỳ 3 mà phải có 3 lớp electron chứ. Câu này sai. Công thức oxit cao nhất của lưu huỳnh là SO3. Nó là một acid oxit. Tại vì nó thuộc nhóm 6A này, nó có 6 e trong hóa trị nên hóa trị cao nhất của nó với oxy là 6 này. Đúng nha, tại vì nó có hóa trị 6 này các em. Nó có 6 e trong hóa trị. Như vậy là cái oxy là bản thân oxy nó là hóa trị 3 rồi, hóa trị 2 rồi. Công thức nó là S2O6 bắn chéo hóa trị qua. Nhưng mà cái tỷ số này phải tối giản là nó chuyển về SO3. Do đó bản thân cái sinh phua nó hóa trị 6. Câu B này là đúng nha. Nguyên tố S là có tính phi kim mạnh hơn nguyên tố oxy. Thì rõ ràng oxy đó, nó nằm ở trên là O thứ 8. Còn cái sinh phua nằm ở phía dưới là trong một nhóm đó, đó là nhóm 6A đó. Oxy nằm trên nhưng mà trong một nhóm từ trên xuống dưới đó, thì tính phi kim nó giảm. Nhớ là phi kim giảm nha, do cái số lớp này nó trong nó tăng lên á,
từ chu kỳ 2 nhảy sang chu kỳ 3 thì số lốp nó tăng lên, thì bán kính nó bự ra, bán kính nó bự ra thì cái độ âm điện nó phải giảm xuống không? À, cái ở trong ngoài cùng nó dễ bị cái âm gì, nó dễ nhường hơn, nên tính kim loại nó tăng, còn tính phi kim nó phải giảm. Cứ bán kính mà tăng lên thì cái độ âm điện nó giảm, mà độ âm điện giảm á, thì nó sẽ là khó thu e trong, khó thu á, thì tính phi kim nó phải giảm, còn nó khó thu e thì nó dẫn đến nó dễ nhường e, mà nó dễ nhường e thì tính kim loại tăng, ý là như vậy nha, trong một nhóm các em nhớ lại lý thuyết đó nha. Như vậy là phi kim giảm, do đó là nguyên tố lưu huỳnh có tính phi kim mạnh hơn là sai ha. Hydroxit ứng với oxit cao nhất của hydroxit ứng với oxit cao nhất của cái sulfur này có dạng H2SO4 và có tính axit là đúng rồi nha. Hydroxit của nó là H2SO4, nó là sulfuric acid đó. Câu 2. Nitrogen Z bằng 7 và oxygen Z bằng 8 đều thuộc chu kỳ 2 trong bảng tuần hoàn. Nitơ và oxy thuộc chu kỳ 2 vì nó đều có 2 electron là sai nha, cái giải thích này bị sai nè. Sai. Vì nó có gì các em? Nó thuộc chu kỳ 2 vì nó có hai lớp electron mới đúng. Hai lớp electron. Nitơ có độ âm điện lớn hơn oxy. 7, 8 và nằm trong chục cùng chu kỳ 2 rồi thì là nitro này, nitrogen này đến oxy này. Trong một chu kỳ từ trái sang phải á, thì tính phi kim nó tăng. Phi kim tăng thì kim loại giảm thôi nha, phi kim tăng. Như vậy nitơ có độ âm điện lớn hơn oxy. Phi kim tăng á, thì độ âm điện nó phải tăng nha, độ âm điện tăng. Độ âm điện tăng thì oxy phải có độ âm điện lớn hơn so với nitơ. Nitơ có độ âm điện lớn hơn là sai rồi. Như vậy câu này sai luôn. Hãy ngược lại mới đúng. Câu C là bán kính của nitơ lớn hơn bán kính oxy. Giải thích lại cái câu C nha, thầy nhầm câu C nè. À, các em thấy rằng á, cấu hình N3 trừ và cấu hình O2 trừ nó cùng cấu hình nó có cùng cấu hình electron đúng không các em? Nó có cùng cấu hình electron. Nhưng mà do cái điện tích hạt nhân á, cái điện tích hạt nhân của cái nitơ 3 trừ này nó O7 thôi, O8, do đó cái điện tích hạt nhân của này nó lớn hơn. Nó có 8 proton. Như vậy là cái lực hút của nó lực hút của nó sẽ gì các em? Sẽ là mạnh hơn, do đó độ âm điện nó mạnh hơn, do đó bán kính nó sẽ nhỏ hơn nha. Bán kính nhỏ hơn, như vậy là nitơ sẽ có bán kính lớn hơn là đúng nha các em. Như vậy câu này sửa lại là đúng nha, nghĩa là hai này nó cùng cấu hình, nghĩa là cùng cấu hình e trong ở các lớp á, nhưng mà do cái điện tích hạt nhân của oxy nó lớn hơn nên cái lực hút giữa hạt nhân và các lớp vỏ này nó sẽ mạnh hơn, làm cho cái bán kính nó là nhỏ hơn. Còn này lực hút nó lại yếu hơn do cái điện tích hạt nhân nó nhỏ hơn. Do đó bán kính nó sẽ bự hơn. Như vậy là bán kính của nitơ 3 trừ lớn hơn là đúng ha. Câu này đúng nha các em. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nitơ có nhiều electron độc thân hơn oxy. Ở trạng thái cơ bản thì nguyên tử nitơ nó có nhiều electron độc thân hơn oxy. Trạng thái cơ bản nha. Như vậy chúng ta biết là cái nitơ ra. Nitơ là 7 này, 7 là 1S2, 2S2 và 2B3 này. Do đó trường hợp này nó có 3 electron độc thân này trên phần lớp B này. Còn cái thằng oxy là B4. Nếu 4 thì nó có 2 electron độc thân thôi. Đó. Phần lớp B của oxy nó có, chỗ này phải điền phải 2 rồi, không thể nào điền 1 được. Nó có 2 electron độc thân thôi. Như vậy là thằng nitơ nó có 3 electron độc thân. Câu này đúng. Ba. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân mới đúng nha. Tăng dần khối lượng là sai. Nó có 3 nguyên tắc sắp xếp. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc phải sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Câu này là sai. Các nguyên tố trong cùng một lớp á, cùng một số lớp á, nguyên tố cùng số lớp á, thì được xếp thành một hàng hay là chu kỳ đó là đúng. Còn các nguyên tố mà có cùng số electron hóa trị á, thì nó sẽ xếp thành một cột là nhóm này đúng.
Số thứ tự của ô nguyên tố nó bằng số electron của nguyên tử đó. Số thứ tự của ô nguyên tố nó bằng số electron của nguyên tố đó. À, này đúng luôn. Bằng số thứ tự luôn đấy. Số electron bằng số thứ tự đó. Khi các em viết cấu hình ra thì các em đếm số electron ứng với là số ô là số thứ tự. Câu 4. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ tạo thành từ các hạt nhỏ hơn thì gọi là gồm có hạt nhân và vỏ nguyên tử. Như vậy khối lượng nguyên tử nó tập trung ở hạt nhân, do khối lượng của electron nó gần như bằng không. Do khối lượng của electron bằng không. Cái này bằng không là không hợp lý đâu nha. Nó phải là khối lượng của electron mà rất là nhỏ thôi, nó hợp lý hơn. Này sai. Nguyên tố hóa học và tập hợp những nguyên tử nó cùng loại, nó có cùng số proton trong hạt nhân mới đúng ha. Câu này sai luôn. Nguyên tố mà nguyên tử có đủ 8 electron lớp ngoài cùng. Nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng là hiếm, là sai luôn. Tại vì có một số trường hợp ngoại lệ như heli. Heli nó có 2e. Nó chỉ có 2e lớp ngoài cùng thôi đúng không em? Nhưng mà nó là khí hiếm. Phải biết là trừ heli nó mới đúng. Này con này sai luôn. Trong thứ n thì có n bình orbital và chứa tối đa 2n bình electron. Đúng hay không? Với điều kiện là n phải nhỏ bằng 4 ha. Câu này đúng nha các em. Lớp thứ n sẽ có n bình orbital, ví dụ như lớp thứ nhất đi. Thì nó có một orbital. Lớp thứ nhất là n 1 nha các em. Thì số orbital chính là 1 đúng này. Lớp thứ hai thì nó sẽ có 4. Lớp thứ hai nó có 4 orbital, tại vì một orbital ở phân lớp S và 3 orbital ở phân lớp B. Như vậy chúng ta thấy rằng thỏa mãn 4 là ứng với 2 bình. Tương tự lớp thứ ba là có 3 phân lớp thì nó sẽ là 9 orbital. Thì có 18 electron tối đa. Em chỉ cần nhân thêm 2 thôi. Tại mỗi orbital là có 2 electron nên cái số electron tối đa nó bằng gấp 2 lần này lên 2n bình. Câu này đúng nha, đúng với công thức trong sách rồi. Câu 1 phần 3. Các em thấy rằng đây là cái mô hình cấu tạo nguyên tử của sodium ha. Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử là bao nhiêu? Thì chúng ta biết ngay là nó có 11 electron rồi thì chắc chắn là trong đây sẽ có 11 proton. Như vậy kết quả là 11 nha. Câu 2. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 114. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn. Không mang điện là 26. Xác định điện tích hạt nhân của R. Xác định điện tích hạt nhân của R. Như vậy ta có là tổng số hạt cơ bản là 2Z cộng N bằng 114. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là bằng 26. Như vậy thầy lấy vế cộng theo vế thì chúng ta ra được cái phương trình 2 là 4Z bằng, này trực cộng lại mất nha, bằng 114 cộng 126 là bằng 140. À, 140 chia 4 bằng 35. Như vậy chúng ta có Z bằng 35. Mà Z bằng 35 thì trong hạt nhân nó có 35 proton. Nên cái điện tích hạt nhân á trong nguyên tử R là 35. 35. À. Câu 3. Trong tự nhiên copper có hai đồng vị, đồng 63 và đồng 65, trong đó đồng vị đồng 65 chiếm 27% về số nguyên tử rồi. Xác định phần trăm đồng vị 63. Xác định phần trăm khối lượng của đồng vị 63 trong cái phân tử này nha. Biết rằng nguyên tử khối của oxy là 16. Giờ mình tính phần trăm của này trong đây. Xác định phần trăm của này. Trong đây. Phần trăm khối lượng của này trong đây nha. Thì đầu tiên thầy sẽ tính công thức trước thầy tìm nha. Như vì phần trăm khối lượng của đồng 63 đó. Thì các em sẽ tính bằng cái gì? Bằng cái đồng 63. Đấy là 63 này. Trong đây có hai đồng nha. Vậy chúng ta có là 2 nhân 63. Nhưng mà 63 này á, là mình đang tính 63 này là của đồng này thôi. Nhưng mà cái đồng trong đây là đồng của trung bình cả hai này luôn.
Như vậy mình nó, nhưng mà đồng 63 chỉ chiếm bao nhiêu thôi. Chúng ta thấy rằng đồng 63 chiếm 73% nha. Tại vì đồng 65 đã chiếm 2% rồi. Thì đồng 63 sẽ chiếm 73%. Như vậy cái này nhân 73% nha. Chia cho phân tử khối của con này. Chia phân tử khối của con này chính là bằng 2 nhân cho nguyên tử khối trung bình của đồng. Cộng cho oxy là để cho là 16 này. Bây giờ các em đi tính cái nguyên tử khối trung bình. Đây là công thức tính nha. Các em ghi nhớ công thức này luôn nha. Sau này mình làm bài tập á, mình viết ra thôi. Tính phần trăm của đồng vị nào thì viết ra. Nhân phần trăm của đồng vị đó và chia cho phân tử khối thôi. Như vậy tính cái m trung bình này ra. M trung bình thì bằng lấy số số khối nhân cho phần trăm thôi. 65 nhân 27. Cộng 63 nhân cho 73. Nên là 73. Chia 100. Bằng 63,54. Các em ráp vào đây nha. Hai nhân 63 nhân 73% là 0,73. Hai nhân cho kết quả vừa nãy đó cộng 16 rồi chỉ ngay phần trăm là nhân thêm 100 vào. Chỗ này mình nên viết thêm một nhân 100% vào luôn để đưa phần trăm là 64,28%. Phải 28 thì viết 29%. 64,29 nha. 64,29. Câu 4. Nguyên tố lithium Z bằng 3 được sử dụng để sản xuất pin lithium. Loại pin sạc được dùng trong thiết bị điện như là điện thoại, máy tính, hoặc là phương tiện di chuyển như là xe đạp điện, xe máy điện vân vân và kỹ thuật hàng không. Em về xét phổ khối lượng của nó đây. Đây là phổ khối lượng của lithium. Lithium là Z. Đây là cái phần trăm của đây là hai cái đồng vị đó đây. 6 và 7. Lithium là kim loại nhẹ nhất trong cái kim loại. Nếu coi mỗi nguyên tử lithium là một quả cầu thì trong 0,55 gram lithium có bao nhiêu quả cầu? Như vậy các em phải tính cái số mol của lithium có trong đây. Chúng ta phải tính số mol của nguyên tử lithium nha. Mà muốn tính số mol của nguyên tử lithium thì em phải dùng công thức là lấy khối lượng có rồi chia m trung bình của lithium. Như vậy các em nhìn dựa vào cái phổ này các em sẽ xác định được cái nguyên tử khối trung bình của nó nha. Chúng ta có nguyên tử khối trung bình của lithium sẽ bằng đây, khối lượng của nó là 6 nhân cho phần trăm của nó là 7,5%. 7,5% thì viết thành 7,5 thế này đi. Cộng 7 nhân 92,5 chia 100. Rồi các em bấm ra thôi. 6 nhân cho 7,5 cộng 6,925. Đó chính là nguyên tử khối trung bình. Ráp vào đây. Như vậy lúc này thầy sẽ có được số mol của lithium sẽ bằng khối lượng là 0,554 chia 6,925. Thì em ra được số mol. mol. Như vậy mình lấy số mol mình nhân cho số Avogadro thì mình ra được số nguyên tử lithium nha. Số nguyên tử chính là số quả cầu đó, nhân 6,02 nhân 11,23. Như vậy thì nhân tiếp luôn nha, không biết nào 0,08 nhân 6,02 nhân 11,23. 4,816 nhân 11,22 quả cầu. Như vậy kết quả là 4,816 nhân 11,22 quả cầu. Câu 5. Cho ra các cấu hình electron của một nguyên tố của một số nguyên tử sau.
Các em hãy coi cho biết số lượng các nguyên tố kim loại trong số các nguyên tố ở trên. Kim loại là nó phải có 1, 2 hoặc 3 E trong lớp ngoài cùng nha. Cái này là khí hiếm rồi, 10 là 8 rồi. Thằng này là 2 này, đây là magnesium là kim loại này, 1. Thằng này là nó có lớp sắt ngoài cùng này, nhưng mà có 8 E trong hóa trị này, kim loại nhóm. Nó là kim loại nhóm B nha các em. Nhóm là 8 á. Nhóm 8B này. Nhóm 8B nó có 3 cột kim loại. Thằng này là này bão hòa mất rồi. Đây là 2 E trong lớp ngoài cùng cũng là kim loại. Chưa? Nó có 2 E trong hóa trị, thằng này có 8 E trong hóa trị này. Còn lý thuyết là có 1, 2 hoặc 3 E trong lớp ngoài cùng nha. Cái E trong lớp ngoài cùng nó khác E trong hóa trị, các em nhớ một số trường hợp nha. Ví dụ trường hợp này á, là mình số E trong hóa trị của nó là 2 thôi, tại vì cái lớp sắt ngoài cùng đã bão hòa rồi. Nên trong trường hợp này thì số E trong lớp ngoài cùng bằng số E trong hóa trị. Tuy nhiên trong trường hợp này các em để ý nè, ở đây nó có 2 E trong lớp ngoài cùng thôi, lớp 4, nhưng mà nó có 8 E trong hóa trị rồi, tại vì cái lớp sắt ngoài cùng nó chưa bão hòa. Nhớ nha. Ở đây này có 6 là phi kim rồi. Cái này sunfu này, 7 là chlorine này. Hai này phi kim rồi nha. Vậy có 3 thôi các em. Câu 6. Hòa tan 20 gram kim loại hóa trị 2, như là kiềm á, kiềm thổ A và B thuộc hai chu kỳ liên tiếp MA nhỏ MB nha. Vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra khí, xác định phần trăm về khối lượng của kim loại A. Bây giờ cái hướng giải viết bài này mình phải viết cái phương trình phản ứng ra. Do nó thuộc hai chu kỳ liên tiếp, hai chu kỳ liên tiếp có nghĩa là ở trên và cái dưới á, nha. Ví dụ như thằng ở trên nó là Mg đi, ở dưới là canxi chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ mình gọi R là kim loại trung bình đi, có nghĩa là cái kim loại nằm giữa trung bình của hai kim loại này. Thầy gọi là M đi, nó hóa trị 2. Chưa? Thì khi mà nó tác dụng với HCl thì cho ra MCl2 cộng H2. Vì M hóa trị 2 mà, đúng không? Cân bằng cái này là 2. Bây giờ các em tính số mol khí này ra. Số mol khí ra để mình suy ra số mol kim loại. Số mol khí là ở điều kiện chuẩn là em lấy 17,353 chia cho 24,79 0,7 thì cái này cũng 0,7. Như vậy ta lấy 20 này chia 0,7 nó bằng 28. Nếu em mà bằng 28 thì các em thấy rằng kim loại nào trong cái chu kỳ 2 mà M lớn hơn MA. MA nhỏ MB nha. Như vậy là M lớn hơn MA nhỏ hơn MB. Chưa? Mà M là 28 rồi, như vậy MA sẽ nhỏ 28 và nhỏ MB. Nhỏ 28 là mà kim loại thuộc nhóm thuộc cái hai chu kỳ liên tiếp mà nhỏ 28. Mà nó phải có hóa trị 2. Như vậy nó là Mg nhỏ hơn chỗ này, Mb chính là calcium. Cái này là gì? Mg. Nếu mà Mg là 2 không được. Nếu mà Mg là 28 hay 10. Calcium là 40. Calcium 40. Phù hợp nha. Đấy. Như vậy là Mg và canxi. Ca nha, calcium. Sau khi xác định được cái Mg và calcium rồi á, thì em sẽ lập cái phương trình để em giải thôi. Như thầy gọi kim loại A này chính là Mg, đặt nó là ít mol. Kim loại B này nó là calcium, nó là y mol. Mình có hệ phương trình hai ẩn. Thứ nhất là khối lượng của canxi á, là 40. Mà gì đi trước đi, 24x. Khối lượng lấy số mol nhân M lớn nha, cộng 40y bằng 20 gram. Phương trình thứ hai là các em thấy là số mol hydro thoát ra đều là 0,7 mol, đều tỷ lệ là 1:1 hết. Tại vì hệ số cân bằng của cái kim loại và hệ số cân bằng của cái hydro nó bằng nhau. Nên tỷ lệ mol là 1:1, cái này là ít thì cái này cũng là ít, cái này y, cái này là y.
nên tổng số mol hydro thoát ra là x cộng y. À, hiểu không? Ví dụ như magie cộng HCl thì cho ra là MgCl2 cộng H2, nên đây là x mol thì suy đoán là x mol. Tương tự canxi với này y mol thì suy đoán là y mol. Do đó là thu được x cộng y bằng 0.7. Đến đây kem bấm máy giải hệ phương trình để tìm x y nha. 1.5 và phương trình bậc nhất hay ẩn. Hệ phương trình bậc nhất hay ẩn 24 40 20 1 1 7. Thì ra được là x bằng 0.5 và y bằng 0.2. Đấy, tới đây mình dễ dàng tính được phần trăm của cái magnesium là kim loại A đó. Như vậy thì có được cái phần trăm của cái magie sẽ là phần trăm khối lượng này. Phần trăm khối lượng của Mg sẽ bằng, thì em chỉ cần lấy khối lượng Mg thôi. Khối lượng Mg là 24x, là 24 nhân 0.5 là x vừa giải xong, chia cho khối lượng hỗn hợp là 20 nhân 100%. Là các em bấm ra chỗ này sẽ là 24 nhân 0.5, 24 nhân 0.5 chia 20 bằng 0.6 nhân 100 nữa thì bằng 60%. Như vậy kết quả là 60% nha. Cảm ơn các em theo dõi video này. Chúc các em thi tốt nha. Thân mến chào các em.